Vâng, em xin chào các anh nhé. Hôm nay thì em tiếp tục lên thêm một bộ dàn nữa của Panasonic nhé. Đây là bộ dàn chung của Panasonic có mã là con CS303. Đấy. Thì bộ Panasonic CS303 này là phục vụ cho các bác về là chúng ta cắm điện thoại, máy tính chúng ta nghe nhạc qua đường VCR nhé. Đấy, còn cái chức năng CD này thì nó vẫn có đọc đĩa đấy, nhưng mà nó đọc hơi kém. Đấy, thì là các bác về bác nào cần đĩa nữa thì là về nhờ nhờ các anh thợ, các anh vệ sinh thêm cái mắt cho nhá. Đấy. Nhìn chung là mắt thì nó vẫn cứ nhận đĩa đấy. Đấy, đĩa các cái đĩa xịn này thì em cho vào đấy, của Nhật này em cho vào nó vẫn đọc đấy. Nhưng mà các cái đĩa kiểu như dạng đĩa này, cái đĩa này là đĩa chất lượng kém thì là nó không nhận, hoặc có nhận thì nó cũng nhận hơi hơi hơi, hơi chậm một tí nhá. Đấy, nói chung là mắt thì nó vẫn có đọc đĩa xịn này. Đấy. Vẫn nhận đi xịn luôn. Cái đĩa của bên Nhật em biết nó hát cái gì ấy. Đấy, nói chung là đánh nhạc đĩa xịn thì nó vẫn vẫn đọc nhá. Đấy, còn cái đĩa nói chung là các cái đĩa đĩa ấy này thì nó đọc cũng kém rồi. Đấy. Thì nói chung em test thêm cái CD này thôi. Đấy, để cho các bác biết là CD thì nó đọc như thế nào. Đấy, vì nhiều bác thi thoảng vẫn hay hỏi em CD nó còn đọc tốt hay không. Đấy, thì em trả lời luôn rồi đấy nhá. Đấy, thì cái con này nói chung là em bán chủ yếu là về các bác là cắm điện thoại máy tính qua đường VCR để mình nghe nhạc máy tính điện thoại nhá. Đấy. Đây. Đây. Em nói chung bao trẻ công suất. Hàng về thì như các bác thấy là nó còn rất là ok. Đấy, rất là đẹp. Đấy, có cái kiểu dáng cũng rất là hay mắt như này. Đấy. Nhìn thấy không ạ? Đấy, kiểu dáng nhìn rất là cổ và đẹp. Đấy. Nhìn rất là cổ kính. Nhà bác nào đang có những cái nội thất gỗ hoặc là có các cái tủ chè mà đặt lên trên để mình nghe nhạc thì là rất là đẹp vật chất nhá. Đấy, như đây. Về tổng thể thì cả bộ dàn này thì nó còn ok. Đấy. Đấy, các bác thấy không ạ? Nhé. Góc cạnh của nó gần như là còn được bảo quản rất hoàn hảo. Còn tất nhiên đây nó là hàng bãi nhá. Hàng bãi thì nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một tí thì nó không thể tránh được 100%. Đấy. Đấy, thì mình chơi hàng bãi thì nói chung là mình sẽ phải hiểu về cái điều đó thôi. Đấy. Đấy. Thì con Panasonic này thì có sử dụng điện áp là 100V và công suất là 82W các anh nhé. Đấy. Loa và cục đều được sản xuất tại Japan này, hàng made in Japan hết này, made in Japan nhé. Có một số đời khác thì nó sẽ có thể là cục made in Japan nhưng loa nó sẽ là ở made in Malaysia hoặc Indonesia nhé. Đấy, nhưng mà riêng với cái bộ này thì em thấy nó đây là made in Japan hết. Đấy. Bác nào mà đang yêu cầu là phải loa Japan rồi là cục cũng Japan thì đây nhé, bộ này đã ứng cho các bác được cái điều đó nhé. Panasonic CS303 này. Đấy, và đây là cổng VCR này. Đấy, thì cổng này các bác sẽ cắm điện thoại máy tính vào đây để mình nghe nhạc được này. Cổng thứ hai thì trên xuống nhá. Đấy. Sau khi mình chuyển cổng xong, sau khi mình kết nối điện thoại với cả cổng VCR xong thì mình sẽ ấn nút VCR ở đây. Đấy là chuyển nó sang cái cổng VCR để nghe nhạc nhá. Và con này nó sẽ có các chế độ như là pop này, rock này, classic này, movie này hoặc là game này để các bác nghe nhạc nhá. À, và nếu không muốn để equalizer thì để off đi nha, bằng cách ấn on flat đây. Được chưa? Đấy. Các chế độ bop, rock, classic là các chế độ equalizer chính sẵn này các bác có thể nghe nhạc nhé. Ngoài ra là có thể có thêm chế độ vi bát để thăng tiến thêm bát cho bác nào thích nghe nhiều bát. Đấy. Thường chế độ vi bát này mình sẽ mở nhỏ mình sẽ bật lại để cái tiếng bát nó được trội, nó nổi lên nhé. Còn mở to thì em thấy là không cần bật cái vi bát này đâu. Đấy. Đấy, con này thì tiếng nghe rất là hay. Và cái này nha các bác nha, các bác hãy để ý cho em này. Con này thì nó sử dụng loa ở đây là Bass Active Air Grouping Buffer, là dùng loa cộng
cũng gở nhá. Tức là bản thân nó ở ngoài này là một cái màng nó cũng gở này, và ở trong nó sẽ có một cái bát riêng ở trong, và bát này bát cũng hưởng bên ngoài để là tăng thêm cái âm bát lên nhá. Nó cũng gở bên này cho tiếng bát nó dày hơn và nó tốt hơn đấy, và để cái trung âm nó sắc ra tốt hơn nhá. Là ba đường tiếng, một bát này, một trung, một tép nhá. Đấy. Các bác nhìn thấy không, ở đây nó ghi là Active E Coupling Woofer, đây là loa bát thụ hưởng nhá. Ở trong sẽ có một cái bát chính nữa. Đấy. Đây loa bát là màng bằng bằng nhựa gần mút xốp đấy, cũng rất đẹp như này. Đấy là một đoạn nhạc không lời này. Bây giờ em sẽ kiếm một đoạn nhạc có lời cho các nghe thử nhé. Bọn này nghe nhạc bolero, nhạc vàng rất là hợp. Do chung dòng này thì nó chuyên về nghe nhạc vàng và nhạc bolero và các cái nhạc không lời như vừa rồi. Đấy, còn nếu như mà bác nào cần remix thì em cũng xin nói luôn là xin bỏ qua bộ này đi cho em nhờ nhá. Bởi vì đây bộ này không phải để nghe remix. Bộ này để nghe các cái nhạc nó êm đềm, nó có cái tiếng bát nó mềm mại và cái trung âm nó sáng, chứ nó không phải nghe theo kiểu rình như kiểu là remix nhá. Remix thì sẽ có những bộ nghe remix khác sau nhá. Còn bộ này thì chuyên về bolero và nhạc trữ tình cũng như là nhạc không lời nhá. Còn remix không phải thế mạnh của nó. Đấy. Bộ đàn này thì có kích thước như sau này. Để nỗi đau nhận lấy riêng mình. Chỉ mong đời em. Đấy, chiều ngang là 60. Sau này gặp người giấu xa. Đấy, chiều sâu là đi 30-35. Và chiều cao là đi 28.5 cm. Đây, cái loa bát bên ngoài của nó đây là dòng loa bát này, là nếu như nói bên ngoài của nó là 16 và đo theo bánh bên trong nó là 14 nhá. Đấy, thì đây là chức năng kết nối điện thoại máy tính này. Ngoài ra thì có cái FM tuner này, ở đây thì là nó có FM 108 luôn này các bác nhá. Ấn vào giữ nút này để dò đài này, FM 108 này. Cái này thì như chưa cắm anten AM FM ở đây thì nó chưa thể nào mà bắt sóng được đâu. Tự cho cái tay vào đây xem nào. Đây, cái này nó phải có anten nhá. Anten FM ở đây nhá. Ở đây chưa có anten. Để thử một đoạn anten bắt đây xem nhỉ. Đây nha các bác, về mà muốn nghe FM nhá. Đấu cho em một đoạn dây vào này, xong rồi nối ra cửa sổ hay làm gì đấy. Thì nếu như mà có anten thì càng tốt nha. Đây em là dùng mỗi đoạn dây loa em câu ra thôi. Đấy, thì đây, mắt đài đây. Đấy, nói chung là cái đài này em giới thiệu thêm rồi, nhưng em không bao chạy đài đâu. Đấy. Em bán ở đây là như quan điểm ban đầu em có nói rõ đấy, là bán là chủ yếu là về là các anh là cắm điện thoại máy tính nghe nhạc thôi, tức là bao chạy công suất đấy. Còn thích nghe FM thì thậm chí là trên cái điện thoại này các bác tải cái ứng dụng FM về, là các bác bắt được FM từ trên điện thoại để nghe nhạc, để nghe FM từ trên điện thoại luôn và cũng qua đường về sờ được luôn nhá. Nổi tiếng San Fermin ở thành phố Pamplona. Đấy, nên nhiều bác vẫn đang làm mối lo ngại của nhiều người dân. Đấy, nhưng nói chung bắt được khá nhiều đài. Từ nãy giờ bắt được 3-4 đài rồi nhá. Có ở Nhật Bản và nước này đã có luật kiểm soát súng đạn. Ok nhá. Đấy. Thì đấy là con Panasonic Z303 nhá. Đấy. Thì con này thì giá của nó đây. Ok nhá. Thì giá của nó là đi 1.850.000. Đấy. Và em xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của cái bộ dàn Panasonic Z303 này trước khi mà em kết thúc video nhé. Tình yêu là đẹp nên chẳng ngại ngùng.
xót thương người này đành ôm hận thương đau cho đến muôn đời. Ai ơi tình cũ lỡ lạc rồi, người về nơi ấy có vui không, để lòng tôi mãi nhớ thương mong lạnh lùng. Ok nhá, đấy thì đấy là bộ dàn Panasonic CH303 nhá, thì là giá của nó là 1.850.000. Đấy, quý vị nào ai có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 giúp em nhá. Em xin chào các bác. Vâng.